ai làm? Ai làm? Không sao con, để mày vô mày lấy bình sữa khác cho chay nha. Sữa bể rồi hả? Mà ai làm? Hả? Ai mượn con? Con đi mà con vừa ôm em, con vừa ôm sữa rồi con đi tùm lum, con ôm cái kiểu đó rồi sao mà không bể được. Con hãy dụ như con nói mẹ ơi mẹ cầm giùm con rồi ra xe mẹ đưa cho, con không chịu. Con ôm đờm tất cả mọi thứ vô, con ngậm cái ba bà trên miệng, một tay thì em, một tay thì bình sữa. Rồi sao đi cho nổi? Hả? Trời đất, lụm em lên. Nó làm bình sữa bể tan nát rồi cô chú ơi. Giờ cười là sao? Trời ơi, trời ơi, tự nhiên hai cha con nó đi, để lại tôi cái bãi chiến trường này sao kỳ. Cái gì con? Ba cầm em hả? Yeah. Rồi sao? Rồi sao con không đi với ba đi? Con muốn ở lại với mẹ hả? Yeah, ba cầm em đi ra ngoài đó, con để mẹ ở đây, mẹ dọn bình sữa xong rồi cái mẹ đi. Nha. Đi ra với ba trước đi nó nha. Cầm này cái cầm này giao cho mẹ. Cầm cho mẹ đi. Cầm cho mẹ đi. Mẹ đi ra ship hàng nhiều hoa nghỉ tay cho cô chú nè. Coi được không? Bởi khổ ghê luôn, nó làm bể bình sữa cái bùm luôn nè. Go ahead, put it for 9:10 for right now, and then if anything happens or if I look at my schedule when I get back home and it's something we can't do, I'll let you know. Thank you. Okay, goodbye. You like saying boobies and booties, huh? Baby, she likes saying boobies and booties. Yeah, she's giggling, like super laughy about it. Daddy, booty. Baby, please don't do this while you're driving. Poopy. What's the other one? Lungs. Okay. What's the word? H. H is the word? Yeah. H a letter. Letter. That is your last. That's the start of your last name. Your last name is Hoyer. 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 Boobies. You like candy? Yeah. What kind of candy? Blue candy. Blue candy? Yeah. Baby, she likes blue candy. Ooh. What does blue candy taste like? It tastes like what? Like Nama juice. Baby, you wanna stop by Costco? No. I gotta go in and rest. The numbness is about to wear off. Your eyes, it's not hurting right now because they put drops in it, but it's only gonna last another 15 to 20 minutes. And then it's gonna start hurting again. So I'm gonna go home and go to sleep. You love what? I love you too. My dip chip. You love chip? Yeah. Okay. Chị ơi, chị ăn gì á? Em bánh xoay xem. Bánh xoay small. Mở nước ra hả? Nước kìa. They didn't even give us ketchup and stuff. Yeah, I didn't ask for ketchup.
Yummy. Sang đây. Sang xem đi ngủ. Hả? Ai? Jasmine đó hả? Princess Jasmine đó hả? Ở trên TV á, chút nữa mày mở TV cho coi. Tự nhiên giờ hỏi Jasmine đâu? Jasmine là công chúa cô chú. Công chúa ở trong cái chuyện mà Alibaba mà có cái thảm á, có công chúa Jasmine. Alibaba? Was it Alibaba? No, Prince Ali. Prince Ali. But what is his name? Alibaba, right? Aladdin. Oh, Aladdin. Hey. You want some ketchup? Lộn lộn. Cái ở trong chuyện Aladdin và cây đèn thần. Trời ơi, mà cái bầm, mà cái bầm gì đẹp dữ ta. Hả? Nãy Chay mới đi bơi về nữa đó cô chú. Nhưng mà trong lúc mà Chay bơi thì mẹ bận trả, nó nói chuyện điện thoại, trả lời điện thoại nhiều quá nên không có quay Chay bơi cho cô chú coi được. Mà giờ bơi vậy hả? Rồi xưa bích. Bơi far away. Bơi far away luôn hả? Bơi xa luôn hả? Rồi cô dạy con bơi gì nữa? Sao? Đầu tóc. Cô dạy đầu tóc làm sao? Có lặn xuống nước không? Dạ. Lặn sao? Lặn sao? Lặn vậy đó hả? Ôi trời, còn gì nữa? Hồi nãy con bơi với ai? Không biết người bơi với ai hả? Bơi với anh. Mặc áo xanh. Đúng rồi. Anh đó nãy là lớn tuổi hơn con nhiều lắm á. Con 2 tuổi rưỡi, chắc ảnh là cỡ 7 tuổi lắm. Của con mày đâu lấy đâu, uống đi. So what did you learn in swim class today? Yeah, did you swim with friends? Gì? Cái cặc là gì? Là gì? Không hiểu luôn, I don't understand what you're talking about. TikTok class. Không hiểu luôn. Con nói tiếng Việt mà mày còn đoán ra, nhưng mà con nói tiếng Anh mà mày không hiểu, con nói gì luôn á chay. Miệng. Miệng, rồi. Nắp kiên đâu, chui? Hết rồi. Hết rồi hả? Nắp chứ. Giao nắp. Bây giờ áo, bây giờ. Rồi sao nữa? I love it when you call me Senorita. Sao nữa? I love it when you call me Jay Sky Hoy. Nghe nè, hát nè. Bây giờ phải hát vậy chứ. I love it when you call me Jay Sky Hoy. I wish I could pretend I didn't need ya. Every touch is. Con lấy khăn giấy của chùi miệng cho mẹ coi coi, cái miệng dính sữa kìa. Sữa. Đúng rồi. Ai nói cho ba nghe coi, ai là người sơn móng tay cho con? Ai sơn? Ai sơn? Cô nào? Who did your nails? Gì, cô Bà Ngân? Cô nào? Annie. Đúng rồi. Annie did your nails. Thank you, Annie. Did you say thank you? Con có nói cảm ơn cô Annie chưa? Vậy. Cảm ơn cô. Every touch is. Every touch is. Đổ sữa vô đâu? Thôi bậy, đổ sữa đó làm chi? Sữa đi uống mà tự nhiên kêu đổ sữa đó làm chi? Every touch is ooh ba 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 ooh ooh. No ba, no. Ba, ba. Every touch e ba 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 ba. I want ba ba ba. JD want some ba ba. JD want some ba ba all and night. Wow. Wow. Are you gonna go swimming in the lake today? No. Too hot, right? Gonna take a nap. She was about to go to sleep. At like 2 o'clock, 2:30.
2:30 right here. Đúng rồi, cái đồng hồ đó đó, đúng rồi. But then you guys did the nails? Ew. 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 Chơi chơi. Chơi. Nhả ra. Cái lì dây luôn ăn cái đó là cái con sâu nó vô bụng ha, xong bác sĩ phải mổ bụng ra đó. Ờ, thấy chưa? Mẹ nói mà. Ai mượn con? Ai mượn con? Cắn bị chảy máu. Ai mượn con bỏ vô cái miệng con cắn làm chi? Cắn. Cắn vậy hả? Every touch is. À, con cắn vậy hả? Cắn bị đau luôn hả? Được, cho cô chú coi hôm qua con bị kẹt tay chỗ nào. Kẹt tay vô cái cánh cửa chỗ nào chỉ cô chú coi. Đó, cô chú này thấy chưa? Kẹt tay vô cánh cửa đó. Ừ, cửa bên kia kìa. Trời ơi, kẹt muốn bầm dập cái chanh này luôn. Đau dữ lắm luôn, muốn khóc mà khóc không thành tiếng luôn mà. Chứ bụng coi thôi. Không mẹ coi nữa. Không mẹ coi nữa hả? Hey, nap time. Coi okay. Thôi chứ đâu có làm gì đâu. Rồi thôi đi vô ngủ với ba nè. Đi vô ngủ ba đi con, vô mẹ thay đồ cho. Ui dồi vui hả? Every touch. Trời đất ơi, coi được không? Trời đất ơi. Chân bị á. Chân bị dính kẹo. Ờ, trời ơi, có ai như nó không? Nó lấy bàn chân nó lên, nó liếm cái bàn chân nó luôn. Coi có ai không? Rửa chân luôn hả? Rồi đi xuống rồi rửa tay rửa chân. Daddy. Yeah, and then change clothes and go take a nap. And then let's take a nap together, okay?